Nên 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. 7, 8, 1, 1, 7, nên. Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video, ngày hôm nay đây, em tiếp tục giới thiệu cho anh em những bộ mic không dây đến từ thương hiệu JBL có mã KMC8, một phiên bản cao cấp mà bên em bán rất là nhiều rồi. Anh em theo dõi video, theo dõi kênh Thế Anh Audio thì biết bên em bán dòng này cực kỳ là nhiều và bao cho anh em chất âm con này rất là hay nhá. Trong tầm giá em đưa ra, thật sự em không con nào mic không dây nào có thể vượt qua được chất âm của con JBL KMC8 này. Và hôm nay em tiếp tục về được những bộ mic JBL KMC8 và vẫn sẽ tiếp tục bán cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt, ok chưa? Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh nhá. Ủng hộ Thế Anh Audio bằng cách cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và ngày hôm nay đây, em sẽ giới thiệu cho các anh em nào mới đăng ký kênh hoặc là chưa biết đến mic JBL KMC8 này. Em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết, sau đó sẽ báo giá cho anh em. Còn anh em nào đã biết rồi thì đã biết được chất con này rồi thì thật sự anh em một lựa chọn rất là ok cho anh em trong tầm giá em đưa ra cho anh em ngày hôm nay. Những bộ mic không dây rất là tiện lợi, hàng đẳng cấp cho anh em nhé. Và đây em sẽ giới thiệu về mặt trước này. Anh em có thể thấy mặt trước này, thiết kế tối giản đến từ thương hiệu JBL. Đấy, JBL bao giờ anh em thấy thiết kế cực kỳ là tối giản. Quan trọng nhất là thương hiệu JBL mang đến là phải là chất âm. Chất âm con này em cam kết với anh em, tiếng là nhẹ, tiếng dày tiếng và nó bay tiếng. Đấy, và sóng sánh con này thì khoảng được 40 đến 50 mét cho anh em làm sự kiện dạp cưới kẹo kéo. Rất là ok nhá. Và anh em hát gia đình thì nói chung là một trong những sự lựa chọn ngon bổ rẻ cho anh em. Thật sự anh em đấy, ngon bổ rẻ. Ok ạ. Đầu tiên anh em thấy đấy, đây là tem này, JBL KMC8 này, nút nguồn này, bật tắt nguồn này, đấy, tắt đi. Bật lên này. Ok chưa ạ? Ở đây có 3 nút điều chỉnh anh em nhé, 3 nút điều chỉnh anh em có thể chỉnh lên xuống bằng cách là chỉnh volume, ấn nút tên, mũi tên lên thì nó sẽ chỉnh volume lên và ấn nút mũi tên xuống nó sẽ chỉnh volume xuống. Và anh em có thể set tần số tự động thì anh em ấn set đây, sau đó dí tay mic vào chữ IR này. Đây, dí tay mic vào chữ IR này. Đấy thì nó sẽ ăn tần số. Đấy, và hoặc có thể set tần số bằng tay bằng cách giữ 3 giây. Đấy, sau đó ấn mũi tên lên và mũi tên xuống. Đấy, rất tiện dụng cho anh em nhá. Và đây kênh B cũng sẽ tần cách sử dụng cũng tương tự. Ok chưa? Đấy, có cái set tần số này rất là tiện dụng cho anh em. Chỉ ấn nút set này, sau đó dí tay mic vào. Đấy, bật tay mic lên và dí vào. Hệ thống nó sẽ tự nhận được tần số của đầu thu và tay mic. Đấy, rất tiện dụng cho anh em nhé. Và có để điều chỉnh volume to nhỏ ở đây, lên và xuống. Ok chưa? Và đây thiết kế về mặt sau, em sẽ quay cho anh em mặt sau. Mặt sau của những bộ JBL KMC8 này. Đấy, hàng rất là chất lượng cho anh em nhé. Đầy đủ các cổng kết nối. Anh em có thể thấy đầu tiên nó sử dụng anten này, anten liền. Đấy, cột anten rất là cao nhá. Đảm bảo con này từ 40 đến 60 mét. Đấy, 40 đến 60 mét. Đấy, cam kết cho anh em nhá. Để bao cho anh em làm sự kiện dạp cưới hoặc là kẹo kéo đều rất là ok, đi xô chậu vừa phải thì đã rất là ok nhá. Và có hai cổng kết nối ra. Ca lông hoặc là 6 ly. Anh em mua gia đình thì thường là sẽ kết nối 6 ly này. Bên em sẽ tặng cho anh em dây rắc 6 ly kết nối đầy đủ. Và anh em nào mua làm sự kiện dạp cưới có mixer thì anh em có thể kết nối bằng ca lông ra hai đường A và B riêng biệt. Đấy, A và B riêng biệt. Nguồn đây, nguồn sẽ sử dụng 12-18V. Đấy, rất tiện dụng cho anh em nhé. Đầy đủ các cổng kết nối. Hàng rất là cao cấp cho anh em. Một phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu JBL. Ok chưa ạ? Và đây em sẽ giới thiệu cho anh em tay mic. Tay mic đây ạ. Đây. Đấy nhá, tay mic đây, hàng sẽ còn nguyên hộp như này, hàng vẫn còn nguyên hộp cho anh em. Đấy, hàng em sẽ gửi nguyên hộp cho anh em, đầy đủ chống lăn rắc 6 ly, nguồn đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, đây tay mic đây, anh em thấy thiết kế này, một thiết kế tay mic cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng rất là chuyên nghiệp, dòng đuôi chuột nhá, đuôi chuột đến từ thương hiệu JBL, thật sự anh em là rất là chất lượng, cầm tay mic rất là đầm nhá, tay thiết kế dài và rất là đầm tay. Đây. Đây, anh em có thể thấy côn là sử dụng côn neo của JBL này, anh em thấy nhá. Đấy, côn neo của JBL. Côn này thì ưu điểm của nó hút tiếng tốt và giảm rú rít cực kỳ là nhiều nhá.
So với côn từ thì côn eo này giảm rối rít rất là nhiều. Nên anh em nào gia đình thì mua con này, mua mic này về dùng âm ly cũng không bị rối rít mấy đâu ạ. Đấy, cam kết cho anh em ạ. Vỏ tất cả là vỏ kim loại nhá, 100% là vỏ kim loại này, anh em thấy này. Đấy, vỏ kim loại. Ok chưa? Ở đây có sẽ có pin để anh em thử trực tiếp. Anh em mua hàng có thể nhận hàng, kiểm tra thanh toán, kiểm tra trực tiếp nắp pin. Hoặc những cái tay bắt vào tủ máy, anh em bắt vào tủ máy cho anh em nhá. Đấy, rất là tiện dụng, hàng cao cấp. Này, anh em thấy tay mic đây. Đấy. Tay mic cầm rất là chuyên nghiệp và đầm tay. Con tay này rất là đầm tay nhá, anh em cầm mua về sẽ biết. Thật sự anh em, tay mic này rất là đầm. Hàng cao cấp. Và đây, sau đây em sẽ test cho anh em. Đây, em sẽ để xuống và sẽ test cho anh em một đoạn là karaoke để anh em nghe chất âm của con này nhá. Em cam kết anh em, trong tầm giá em đưa ra cho anh em ngày hôm nay, thực sự em không có con nào mic không dây có thể vượt qua được con này cả. Ok chưa? Đây, em sẽ bật cho anh em đoạn karaoke này. Nên 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7. Nên 7. Lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. 7 8 9 10 7 8 9 10. Nên thực sự anh em, một dòng mic rất là chất lượng đến từ thương hiệu JBL, rất là cao cấp cho anh em nhé. Và hôm nay em sẽ tiếp tục bán xả cho anh em những bộ mic JBL có mã là KMC8, hàng cam kết cho anh em chất âm và sóng con này, trong tầm giá ngày hôm nay em báo thì không có con nào có thể vượt qua được những bộ mic JBL này. Và tiếp tục xả cho anh em nhé, những bộ mic JBL phiên bản cao cấp mã KMC8 chỉ 1.250.000, em bao ship, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, không hay trả lại thẻ anh audio. Ok chưa? Bao cho anh em chất âm con này cực kỳ là hay, tiếng ra dày và độ hút tiếng rất là tốt, hát nhẹ. Đấy, chỉ 1.250.000, giá quá rẻ cho anh em nhé. 1.250.000, thật sự mấy em, anh em không thể mua ở đâu những bộ mic nó chất lượng như thế này mà giá chỉ có 1.250.000. Đấy, 1.250.000 thôi, em bao ship, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok chưa? Anh em nhận hàng mở ra test thử, ok trực tiếp, ok thì anh em lấy, còn không hay anh em trả lại theo anh audio. Đấy, cam kết với anh em một điều rất là uy tín cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải cọc. Đấy, 1.250.000 em bao ship nhá, 1.250.000 giá cực kỳ là tốt. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thế Anh bằng cách cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông anh em nhá, nhớ like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Cảm ơn anh em đã xem video, chào và tạm biệt anh em, hẹn anh em ở các video tiếp theo.